Chương trình xây dựng nông thôn mới trong cả nước và tại Bà Rịa Vũng Tàu đang tạo ra những thành quả thiết thực, mang nhiều ý nghĩa cho vùng quê nông thôn, cư dân nông thôn. Chất lượng cuộc sống người dân nông thôn không ngừng nâng lên, thể hiện ở nhiều mặt, trong đó có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại tạo được ý nghĩa lớn. Phần cuối thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước, mời quý vị về với một khu dân cư ở vùng sâu vùng xa huyện Xuyên Mộc để cảm nhận điều này. Mấy ngày gần đây, người dân xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc rất vui khi nhận được hỗ trợ của Quỹ Thiện nguyện Chân Gái Xuyên Mộc qua việc xây dựng 170 trụ đèn đường trên chiều dài hơn 3 km tuyến điện áp. Có đèn đường, cư dân ở địa bàn hẻo lánh này không còn phải cầm đèn pin soi đường mỗi khi ra khỏi nhà vào ban đêm. Riêng cư dân ở ấp 7 xã Hòa Hội đa số là công dân cao su, phải đi làm từ rất sớm, có lúc từ giữa đêm, nên có đèn đường là thêm yên tâm, thêm an toàn. Đối với bà con ấp 7, đa phần là những công nhân cao su, thì thời gian đi làm việc thì khoảng từ 1 đến 2 giờ đêm. Nhưng mà bây giờ nó từ 1-2 giờ đêm thì cho nên trời rất là khó đi. Nhưng hiện nay thì sau khi một ngày thực hiện cái này thì với bản thân tôi thấy rằng là cái thời điểm mà bà con đi càng 1-2 giờ đêm cái đèn nó sáng lên thì bà con rất là an tâm về cái an ninh trật tự, về là đặc biệt là cái an toàn ở trong cái khu dân cư. Đèn đường thắp sáng những con hẻm đường liên ấp đã làm thay đổi không chỉ diện mạo vùng quê mà cả cuộc sống người dân. Tình làng nghĩa xóm thắt chặt hơn vì các gia đình thuận tiện đi lại. Đáng ghi nhận là hệ thống đèn đường được đầu tư là đèn năng lượng mặt trời, vừa thân thiện với môi trường, vừa không tốn phí kéo lắp đường dây, chi phí điện năng hàng ngày. Riêng bản thân tôi rất là vui mừng, phấn khởi, cũng như tất cả mọi người dân ở trong ấp 7 này là rất là phấn khởi và vui mừng được sự lãnh đạo của Đảng, của các cấp chính quyền, cũng như nhà hảo tâm giúp đỡ cho cái ấp 7 này có một thiết kế cho ấp 7 này một cái đoạn đường sáng, để cho bà con ban đêm ban hôm trong vùng mưa bão và đặc biệt là các cụ già lớn tuổi ban đêm hôm họ sẽ có những ánh sáng để họ đi không bị té ngã, cũng giống như là tránh được những tình trạng trộm cắp ban đêm. Chương trình chung tay thắp sáng đường làng bản ngõ do Quỹ Thiện nguyện Chân Ái Xuyên Mộc thực hiện vừa góp phần xây dựng địa phương an toàn an ninh, cũng vừa lan tỏa thông điệp khi mỗi người cùng chung tay, cuộc sống sẽ không ngừng dâng lên những điều tốt đẹp.